lên để đưa buồn cười lên bàn bài, những bàn nó cứ nhảy ca gỡ nghe nhân thẳng mẹ người ấy thì làm sao bàn cứ nhảy trẻ con đi hết buồn nó cứ nhảy lên rồi để ứ được đây. Thế thai nó về chưa? Chưa rồi. Nó đang nó vẫn đưa bà ra kia rồi thì chưa về. Ngồi chứ chịu khó ngồi vậy. Là
mấy tuần mới rửa một lần rồi, thôi bây giờ cứ rửa cái lần mưa. Sau bà con một cái hạn hán lâu ngày cũng bảo bây giờ mới rửa, nhưng đưa cho một ít tiền để xe là được. Luôn. Sáng có thể là mưa, ngày hôm qua có thể nắng. Những này là ai phải khỏe, chung là những người nào mà yếu ảnh hưởng của thời tiết là cũng rất mệt, huyết áp cao, rồi tim mạch. Rất nhiều cây đều nở mai. Rất to. Vậy xong rồi là 4 người ngồi 2 cái con 2.